Cô xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với tiết học ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ dạy chúng mình tiết khám phá về một số động vật sống trong rừng. Bây giờ chúng mình cùng lắng nghe xem đó là tiếng kêu của con gì nhé. Các con vừa nghe tiếng kêu của con gì nhỉ? Đó chính là con hổ đấy. Hổ còn được mệnh danh là chúa sơn lâm, là loài thú hung dữ nhất trong khu rừng. Chúng mình cùng xem con hổ có những bộ phận nào nhé. Có đầu, thân, bốn cái chân và đuôi. Các con ơi, hổ thích ăn gì nhất nhỉ? Thức ăn mà hổ yêu thích nhất là thịt của các loài động vật nhỏ hơn đấy. Ngoài ra hổ còn ăn cả hoa quả nữa. Chúng mình ơi, con hổ này có bộ lông màu gì vậy? À, lông hổ có màu vàng đậm và có nhiều vân đen đấy. Hổ có cái đầu to với đôi mắt tinh nhanh, những răng nanh dài, sắc nhọn và hơi cong. Xung quanh có những chiếc râu dài, đôi tai nhỏ trên đầu có đốm trắng nhỏ và viền đen bao quanh. Hổ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Chú hổ con sẽ sống với mẹ cho đến khi trưởng thành và tự kiếm được mồi. Hổ mẹ sẽ dạy cho hổ con những kỹ năng săn mồi. Và các bạn có biết hổ sử dụng móng vuốt để làm gì không? À, hổ sử dụng móng vuốt sắc nhọn của mình để bám lấy con mồi, hoặc dùng móng vuốt để đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách cào lên cây, để lại dấu vết hằn sâu lên cây đấy. Cô đố chúng mình nhé. Con gì nhảy nhót leo trèo, mình đầy lông lá nhăn nheo làm trò? À, là con khỉ. Chúng mình có biết con khỉ có những bộ phận gì không? Các con hãy cùng quan sát kỹ nhé. Đặc điểm của khỉ có đầu, thân, hai chi trước và hai chân sau, và chiếc đuôi nữa đấy. Vậy bộ lông của những chú khỉ có màu sắc như thế nào? Các con ạ, có chú thì có màu đen, màu nâu, và có chú như hình thì có màu xám trắng đấy. Cô đố các con, chú khỉ thích ăn những loại thức ăn nào? Khỉ yêu thích nhất là các loại hoa quả trái cây đấy. Ngoài ra còn ăn các loại hột hạt và lá non nữa. Vậy khỉ sống ở nơi đâu? Khỉ là động vật sống trong rừng, trú ẩn trong các hang hốc, dưới mỏm đá hoặc láu mình trong các lùm cây rậm rạp, thường sống theo bầy đàn. Khỉ cũng giống như những gia đình đấy các con ạ. Đặc biệt, khỉ còn giúp nhau vệ sinh cá nhân như chải lông, nhặt cháy rận, vụi đất cho nhau, nên chúng rất thân thiết và tình cảm. Bàn tay của khỉ giống với tay người, có thể cầm nắm đồ vật, hái lá cây, nhặt thức ăn. Những chú khỉ di chuyển như thế nào nhỉ? Có ba cách di chuyển, đó là khi bước đi và chạy thì dùng hai tay và hai chân. Trên cây thì dùng hai chân trước để truyền từ cành cây này sang cành cây khác. Cô đố các con nhé, cái đuôi của chú khỉ có tác dụng gì? À, cái đuôi của chú khỉ rất là quan trọng đấy. Có tác dụng giúp giữ thăng bằng cho khỉ khi khỉ truyền từ cành này sang cành cây khác. Các con vừa tìm hiểu về con hổ và con khỉ rồi. Ngoài những động vật trên, chúng mình còn biết những loài động vật nào cũng sống trong rừng nữa không? À, còn có loài gấu to lớn này. Những chú hươu sao. Và những chú nhím với những chiếc gai sắc nhọn đấy. Ngoài ra còn có cả những chú thỏ đáng yêu. Chú cáo thông minh. Chú sóc tinh nghịch này. Rừng cây còn là nơi cư trú của rất nhiều các loài chim nữa đấy.
Tất cả những con vật trên là những con vật sống trong rừng, tự học cách sống thích nghi với môi trường, tự kiếm ăn sinh tồn. Một số con có thể được thuần chủng để nuôi trong gia đình hoặc nuôi ở sở thú. Các con vật sống trong rừng đem lại rất nhiều lợi ích cho con người. Tuy nhiên, hiện nay chúng đang bị con người săn bắn bừa bãi, nơi ở thì bị thu hẹp do nạn chặt cây đốt rừng. Vì thế, để bảo vệ các loài vật, chúng mình phải bảo vệ rừng, trồng thật nhiều cây xanh và nhắc nhở mọi người không săn bắt thú nữa nhé. Khi đi thăm vườn bách thú hay đến rạp xiếc, nhìn thấy các con vật như khỉ, voi, gấu, chúng mình hãy đừng trêu chọc các loài vật nhé. Bây giờ, cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi có tên Ai Tinh Mắt. Trên màn hình sẽ xuất hiện bóng của các con vật. Các bạn nhỏ hãy thật tinh mắt và nhanh trí đoán xem đó là con vật nào nhé. Chúng mình sẽ có 5 giây để suy nghĩ và trả lời. Trò chơi bắt đầu. Đây là con gì? Đây chính là con khỉ thích leo trèo. Đây là con gì? Đã hết thời gian. Các con rất giỏi. Đó là một chú sóc đáng yêu. Xin chúc mừng các con. Con gì to lớn vậy nhỉ? Xin chúc mừng các bạn có đáp án là chú voi. Chúng mình đã đoán được chưa? Đó là chú nhím với những chiếc gai sắc nhọn đấy. Đây là bóng của con vật nào vậy? Xin chúc mừng các bạn có đáp án là chú hươu. Chuyến thám hiểm rừng xanh ngày hôm nay đã đem đến cho chúng mình rất nhiều kiến thức bổ ích về các loài vật sống trong rừng phải không nào? Cô hy vọng rằng chúng mình sẽ luôn trông ngoan học giỏi, yêu thích, tìm hiểu, khám phá về thế giới xung quanh và đặc biệt luôn yêu quý và bảo vệ các loài vật. Bài học đến đây là hết rồi. Cô Hương xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video lần sau.